Và còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chị Hương Liên ở Hà Nội ngày hôm nay, gió mùa đông bắc cũng đã về rồi, trời có mưa. Mai thì sao ạ? Còn mưa gió gì nữa hay không? Vâng anh Dương, mưa ở miền Bắc thì chỉ còn xảy ra trong nốt đêm nay thôi. Ngày mai sẽ tạnh ráo và buổi trưa thì có thể hửng nắng ấm. Kính thưa quý vị khán giả, dự báo thời tiết chỉ rét vào sáng sớm khi mà nhiệt độ xuống thấp dưới 18 độ. Đến trưa mai, thủ đô Hà Nội và các thành phố miền Bắc nhiệt độ vào khoảng 18 đến 22 độ. Có nắng nên là cảm giác ấm áp hơn hẳn. Gió Đông Bắc xuống miền Trung tác động với địa hình ở đây gây mưa, phân hóa thành hai vùng có cảm nhận thời tiết khác nhau. Từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Hới xuống Huế, Quảng Ngãi trời lạnh 21-25 độ. Còn Quy Nhơn, Nha Trang thì cảm giác dễ chịu với mức nhiệt là 27-29 độ. Trái lại ở Nam Bộ, ngày mai trời nắng mạnh, thành phố Hồ Chí Minh và hầu hết các nơi khác của miền Đông Nam Bộ đều là 33-35 độ, trời nắng mạnh và nóng. Nắng mạnh sẽ còn kéo dài trong 2 ngày tới. Một nơi tránh nóng lý tưởng trong dịp cuối tuần này, đó là núi Bà Đen, Tây Ninh. Nhiệt độ ở đây thì luôn mát hơn dưới chân núi cả chục độ. Giữa trưa mà nhiệt độ đo được ngoài trời chỉ khoảng 23-24 độ. Ngoài việc tận hưởng không khí mát mẻ, quý vị còn được chiêm ngưỡng những bông hoa tulip đang nở rộ. Còn bây giờ, xin chuyển sang các thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố trong 2 ngày cuối tuần. Thành phố Hà Nội chỉ rét về đêm và sáng sớm ngày thứ Bảy và Chủ nhật tuần này với nhiệt độ khoảng 16-17 độ. Buổi trưa có nắng ấm 22 độ, rất thích hợp để xuống phố chụp ảnh các loài hoa của thủ đô mùa này đang nở rộ. Thành phố Đà Nẵng hai ngày cuối tuần do tác động của gió Đông Bắc gây mưa, trời lạnh 23-25 độ. Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết nắng mạnh cả thứ Bảy và Chủ nhật tuần này, nhiệt độ buổi trưa lên 34 độ, trời nóng. Đêm và sáng sớm là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất 23-24 độ. Mát lạnh, dễ chịu.